Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Vẫn còn những tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công, cần được nhìn nhận và có giải pháp để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả cao hơn. Thành ủy Cần Thơ sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13. Một tập thể vinh dự đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Hơn 60 tập thể cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra các điểm sạt lở phức tạp tại quận Bình Thủy và huyện Thới Lai. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dù có chuyển biến trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhưng những tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công năm 2023 gây lãng phí nguồn lực vẫn là vấn đề trọng tâm cần được nhìn nhận và có giải pháp để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả cao hơn nữa. Nhưng thưa quý vị, đây là vấn đề đáng chú ý khi Chính phủ trình bày tờ trình và Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào hôm nay 23 tháng 5. Báo cáo của Chính phủ cho thấy sự chủ động quyết tâm của Chính phủ, các bộ ngành địa phương để đạt được những kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Năm 2022, thu ngân sách đạt 1,82 triệu tỷ, tăng 403,8 ngàn tỷ, tăng 28,6% so với dự toán. Thực hiện miễn giảm thuế phí lệ phí 89,6 ngàn tỷ đồng, gia hạn thuế phí và tiền thuê đất 110,67 ngàn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chi ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 2,16 triệu tỷ đồng, tăng 352,3 ngàn tỷ đồng so với dự toán. Tổng số tiền tiết kiệm, kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ ngành và các địa phương là 53,8 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng Chính phủ chưa làm rõ những kết quả chuyển biến sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết, nhất là việc thu hồi đất đã giao nhưng chưa đưa vào sử dụng sai mục đích, việc khắc phục các bất cập trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên tái chế, năng lượng tái tạo, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên số, băng tần số vô tuyến điện, kho số viễn thông, cơ sở dữ liệu, đặc biệt là khắc phục lãng phí trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công chưa đạt được như kỳ vọng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của một số bộ ngành địa phương chưa đạt mục tiêu, nhiều bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 75% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân dự án có vốn nước ngoài chỉ đạt 42,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc công bố chỉ số giá xây dựng tại các địa phương là chậm và chưa sát với thị trường là nguyên nhân dẫn đến các chủ đầu tư, các nhà thầu không chủ động được trong quá trình triển khai xây dựng công trình dự án. Nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nhưng không thể triển khai do vướng mắc về quy hoạch, về đất đai, về giải phóng mặt bằng, thay đổi đơn giá, dự toán dẫn đến phải điều chỉnh dự án nhiều lần làm kéo dài quá trình thực hiện. Ủy ban Tài chính Ngân sách yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn. Tập trung hoàn thành các chuẩn mực kế toán, phương pháp thống kê, thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng. Tới năm 2025, cơ bản hoàn thành các chuẩn mực kế toán và công khai báo cáo tài chính nhà nước. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức sáng nay, một tập thể vinh dự đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, hơn 60 tập thể cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Vâng, các tập thể cá nhân được khen thưởng nằm trong số rất nhiều tập thể cá nhân có những hoạt động mô hình điển hình, giảm dần rập khuôn một màu. Đây là sự chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở thành phố Cần Thơ. Tết quân dân, nhân dịp cổ truyền John Thơ Năm Thơ Mây là mô hình đầu tiên của cả nước, phần nào khẳng định trong thời bình, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ bên cạnh quán triệt nghiêm công tác học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, còn thể hiện sự quan tâm thường xuyên các hoạt động vì đời sống cộng đồng xã hội. Ngoài ra, những đóng góp của lực lượng vũ trang, bao gồm lực lượng quân sự trong phòng chống kiểm soát COVID-19,
phục hồi phát triển giai đoạn mới càng khẳng định điều đó. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra cả nước và địa bàn thành phố Cần Thơ, thì lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã ra quân và bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu mới, cuộc chiến trong thời bình, với một cái khẩu hiệu là không sợ hy sinh, không sợ gian khổ và không lùi bước. Tất cả vì nhân dân thân yêu, tất cả vì tính mạng, tài sản và sự bình yên cho nhân dân. Giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố, quận Ninh Kiều tiếp tục phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ. Những kết quả đạt được cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thúc đẩy ngày càng mạnh hơn trong nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Qua quá trình tổ chức triển khai học tập gắn với thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 là khóa 11, là khóa 12, rồi kết luận số 21, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đặc biệt quan tâm là thường xuyên chỉ đạo và công tác là kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ. Từ việc học tập chuyển sang làm theo dần có bước chuyển chiều sâu. Đáng chú ý là việc làm theo gắn kết ngày càng chặt chẽ, sát sườn nhiệm vụ, công việc, đời sống, sinh hoạt hàng ngày của các tập thể cá nhân. Đặc biệt, các tập thể cá nhân chú ý phát huy ý thức trách nhiệm, thế mạnh, sở trường, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lưu ý các nội dung lớn trong thời gian tới, như tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận số 01, coi trọng việc phát hiện và cổ vũ, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. Phát huy việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền thông tin, truyền thông. Phát huy đầy đủ vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận số 01, thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị. Từ đó đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nâng cao đời sống nhân dân. Lãnh đạo thành phố còn nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng qua mỗi thời kỳ, là tình cảm thiêng liêng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay các sở kế hoạch và đầu tư, xây dựng, ngoại vụ, quỹ đầu tư phát triển, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm cùng liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với đoàn Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật. Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật là một tổ chức của Nhật Bản, có nhiều mối quan hệ với các công ty hàng đầu của xứ sở mặt trời mọc đang đầu tư tại Việt Nam. Qua chuyến làm việc lần này, Hiệp hội mong muốn được chia sẻ các thông tin về tiềm năng, thế mạnh và kế hoạch, chương trình kêu gọi đầu tư của Cần Thơ. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cho biết, hiện Cần Thơ có khoảng 6 dự án cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, tổng số vốn hơn 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Trong đó có dự án nhiệt điện Ô Môn 2 do liên danh Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Việt Nam và tập đoàn Marubeni Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Ngoài tìm hiểu thêm các thông tin về giáo dục, việc làm, du học, Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật cho biết sẽ kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản để sớm đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Cần Thơ. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 tháng 5 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Văn Đức trong hơn 40 năm công tác tại đơn vị, đồng thời mong muốn sau khi nghỉ hưu về địa phương,
ông Nguyễn Văn Đức tiếp tục là một đảng viên gương mẫu ở nơi cư trú. Bằng kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đào tạo hỗ trợ trường cao đẳng nghề Cần Thơ, không ngừng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2023, xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cần làm chủ nhiệm, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện. Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ là xây dựng mô hình quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp với thực tiễn của thành phố Cần Thơ, áp dụng thí điểm mô hình quản trị tài sản trí tuệ cho 2 doanh nghiệp, một tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, đánh giá mô hình thí điểm và hoàn thiện. Dự kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong 24 tháng. Sau khi họp xét, Hội đồng Thống nhất thông qua dự án. Thưa quý vị, sau một năm đại hội lần thứ nhất vào ngày 18 tháng 5 năm ngoái, Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ, gọi tắt là CAQUI, từng bước quy tụ được nhiều bóng hồng có tâm huyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Không chỉ chia sẻ, hợp sức để cùng nhau phát triển kinh tế, mà các chị em còn hết lòng làm thiện nguyện, góp phần khẳng định giá trị cốt lõi của CAQUI, đó là bản lĩnh, khát vọng, nhân ái. Vào Cần Thơ lập nghiệp từ năm 1999, chị Trần Kim Ngân bắt đầu công việc nhập khẩu vải trực tiếp từ Hàn Quốc và duy trì hoạt động kinh doanh từ đó đến nay. Đam mê các sản phẩm thời trang của xứ sở Kim Chi, chị Kim Ngân cũng khát khao xây dựng một thương hiệu thời trang cho riêng mình. Sau vài năm ấp ủ, tháng 11 năm 2022, thương hiệu thời trang nữ hoàng 99, Queen 99 Fashion ra đời. Đây là kết quả minh chứng cho sự bản lĩnh của một nữ chủ doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, cộng với sự quan tâm, chia sẻ của các chị em trong CAQUI. Hiện giờ là mình cũng là khách hàng thân thiết của chị và rất là thích những cái mẫu mã, những cái kiểu dáng, chất liệu vải về giá cả rất là phù hợp với cái nhu cầu của mình. Tôi có định hướng là sẽ phát triển doanh nghiệp mạnh hơn và sẽ lan rộng hơn, và tiêu chí là làm sao để khách hàng tin, yêu và sử dụng lặp đi lặp lại sản phẩm của mình. Biết đến CAQUI, chị Nguyễn Trúc Triều Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hạt TA Cửu Long, chuyên kinh doanh điện lạnh, nông sản và mỹ phẩm, đã chủ động gia nhập vào tháng 10 năm 2022. Bên cạnh có nhiều tiến triển hơn sau 3 năm bắt đầu kinh doanh, khi tham gia vào hoạt động của hội, chị còn được các cô, các chị góp ý để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, cũng như có thêm nhiều trải nghiệm mới. Định hướng của tôi sẽ mở thêm chi nhánh. Bên cạnh đó cũng tiếp thêm nhiều cái bạn mới vào, hội viên mới vào, để các nữ của Cần Thơ mới tạo dựng sự nghiệp thì khởi nghiệp thì cũng sẽ được sự dìu dắt từ quý chị, quý cô và quý bạn giống như tôi đã từng được như vậy. Hiện CAQUI có khoảng 200 hội viên cá nhân và một câu lạc bộ, gấp đôi so với ngày đầu thành lập. Các nữ doanh nhân của hội hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng ở các lĩnh vực, nhiều nhất là thương mại dịch vụ. Để hoạt động có tính nề nếp, ổn định và phát triển, ban chấp hành hội thành lập 7 ban chức năng và chia làm 6 nhóm để sinh hoạt. Song song với việc liên kết với nhiều đơn vị để hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, thì tính nhân văn của CAQUI thể hiện ở việc hết lòng vì cộng đồng. Tính từ năm 2022 đến nay, tổng số tiền CAQUI đóng góp cho hoạt động thiện nguyện khoảng 500 triệu đồng. Với cái mục tiêu hoạt động là kết nối, học hỏi, chia sẻ, dẫn dắt cộng đồng nữ doanh nhân, mong muốn rằng mình đóng góp được cái công sức của mình cùng cái thành phố Cần Thơ để làm sao xây dựng một thành phố Cần Thơ thân yêu, ngày càng năng động, đổi mới và phát triển. Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ thì cũng như các cái doanh nghiệp khác thì thành phố luôn luôn rất quan tâm. Thì thành phố luôn luôn thực hiện với cái chủ đề là chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết khó khăn cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như về giấy phép đầu tư, hỗ trợ đầu tư, thuế. Năm 2023 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với bản lĩnh, khát vọng, nhân ái, CAQUI tiếp tục xây dựng phát triển hội vững mạnh về số lượng và chất lượng. Đặc biệt các hoạt động của CAQUI sẽ ngày càng có chiều sâu, khẳng định vị thế trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cũng như Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam.
Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình cung cấp điện năm 2023 và hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Giang Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Công Thương đã tiếp đoàn. Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, thời gian qua công ty luôn đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm đạt hơn 1 tỷ 200 triệu kWh, tăng hơn 1,09% so với cùng kỳ. Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, trong khi dự báo nguồn cung ứng điện đang gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của EVN, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan đến sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Quang Quỳnh, thành viên Hội đồng thành viên EVN, mong nhận được sự chung tay của chính quyền thành phố trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, nhằm tạo sự đồng thuận để từ đó thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng các tháng 5, 6 và 7. Phát biểu với đoàn, ông Nguyễn Giang Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thành phố luôn ủng hộ và nghiêm túc thực hiện các giải pháp tích cực hỗ trợ ngành điện cung cấp điện an toàn, ổn định cũng như đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cần xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể để việc triển khai đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị, do tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Và dự báo thì việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối năm nay, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Và thực hiện công điện số 397 ngày 13 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố trong năm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp cùng Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023. Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn quán triệt đối với các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về tiết kiệm điện đến từng nhóm khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn thành phố theo danh sách ưu tiên cấp điện năm 2023. Chủ động xây dựng kịch bản, phương án chi tiết đảm bảo cung ứng điện và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, đồng thời hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa bổ sung dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế công đoàn Cần Thơ vào danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 đợt 2. Dự án nhà ở xã hội này được thực hiện tại khu quy hoạch xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dự án phục vụ nhu cầu về nhà ở của công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn thành phố với diện tích trên 19.300 m². Dự án đầu tư từ 100% nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Thời hạn tiến độ đầu tư dự kiến 30 tháng kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án do các nhà đầu tư nộp xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định. Theo kế hoạch hành động thực hiện chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, rà soát phát hiện các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi theo đúng quy định, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới có nhu cầu dịch chuyển sản xuất.
Bên cạnh các yêu cầu trên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện xây dựng kế hoạch hàng năm, trong đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng quy định nhằm thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn quốc tế, các dự án đầu tư quy mô lớn có tác động lan tỏa, xây dựng thương hiệu hình ảnh địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển và chiến lược thu hút đầu tư của thành phố. Định kỳ trước ngày 20 tháng 10 hàng năm, kể từ năm 2023, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị có liên quan ra soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời gian quy định. Thưa quý vị và các bạn, tình hình sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp khi gần đây lại có thêm nhiều vị trí sạt lở xảy ra trên địa bàn các quận như là Thốt Nốt, Bình Thủy, và các huyện như là Phong Điền, Thới Lai. Dạ, thưa quý vị, trong chiều nay thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đã đến kiểm tra điểm sạt lở ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy và điểm sạt lở trên địa bàn xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. Điểm sạt lở tại sông Trà Nóc thuộc khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua với chiều dài hơn 50 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét, làm sụp hoàn toàn một đoạn đường giao thông xuống sông. Điểm sạt lở trên tuyến sông Ô Môn thuộc xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai xảy ra vào ngày 26 tháng 4, có chiều dài 80 mét. Trong khi đang gia cố khắc phục, lại tiếp tục diễn ra sụp lún thêm một đoạn liền kề với chiều dài hơn 20 mét. Kiểm tra thực tế hai vị trí trên, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chỉ đạo ngành chức năng thành phố và hai địa phương khẩn trương đề xuất phương án khắc phục. Đối với điểm sạt lở tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, cần có thời gian nhất định chờ lún, sau đó tiếp tục xử lý bằng các biện pháp như đã triển khai. Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 15 vụ sạt lở với tổng chiều dài trên 560 m, làm ảnh hưởng 15 căn nhà, ước thiệt hại trên 16 tỷ đồng. Thưa quý vị, mùa này ở Trường Sa đầy nắng. Dù vậy, tại đây những lớp học đặc biệt đầy yêu thương của các thầy giáo trẻ ở huyện đảo Trường Sa vẫn được duy trì. Vâng ạ, tình yêu học trò và khát vọng được học tập khiến cho ngôi trường nhỏ lúc nào cũng vang vọng tiếng cười, niềm vui của con trẻ. Đảo tuy không rộng, nhưng chính quyền vẫn dành một phần diện tích nhất định để xây dựng lớp học. Trẻ em trên đảo được học hết tiểu học, rồi chuyển vào đất liền, học cao hơn. Lớp học cách nhà chỉ mấy bước chân, nên với lũ trẻ đến lớp cũng như ở nhà. Còn thầy giáo như là người anh lớn của các em. Mình biết là ngoài này khó khăn rồi, nhưng mà còn vất vả nhiều thứ. Ngoài thời tiết, khí hậu, còn cuộc sống ngoài này nó khác rất nhiều trong đất liền. Nó không giống như những gì mình suy nghĩ. Thời gian ra ngoài này công tác thì mình thấy yêu mến các em nhỏ nhiều hơn. Thấy các em mồ hôi nhễ nhã nhưng vẫn đến trường và cố gắng học từng con chữ, nên mình cảm thấy mình người thầy, mình cảm thấy là có thêm nhiều động lực. Vừa tốt nghiệp sư phạm, thầy Nguyễn Bá Ngọc làm đơn tình nguyện ra đảo. Chẳng có động cơ nào đằng sau quyết định ấy, nếu không phải là tinh thần tình nguyện, yêu nghề, yêu biển đảo Tổ quốc. Ngay cả những thời gian thiếu thốn khó khăn nhất, chính những điều đó đã giúp thầy giáo trẻ vượt qua. Mấy năm đứng lớp ở đảo, thầy Ngọc đã thuộc lòng tính cách từng đứa học trò. Những kỷ niệm của thầy với trường, với lớp, với trò và với hòn đảo này nhiều vô kể. Ngoài này cũng thiếu thốn nhiều thứ, nhiều cái, nhưng mà các em vẫn cố gắng đến trường học và học hành tương đối là tốt. Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi. Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la. Những dần thơ dành cho bọn trẻ này, những đứa trẻ sinh ra, lớn lên và gắn bó với Trường Sa. Đảo đã là nhà, là quê hương của chúng. Những bài học đầu đời của con trẻ ở nơi đây không chỉ học chữ, học tính, mà còn là học về truyền thống, lịch sử, văn hóa, về niềm tự hào dân tộc trong những điều giản dị nhất. Ngày hôm nay con thích lên làm kỹ sư nông nghiệp để cho đảo đẹp hơn và xanh hơn. Sang năm con lên lớp 5,
con học xong lớp 5 rồi, con lên lớp 6 sang nay con về rồi. Con rất nhớ đảo và nhớ bạn bè. Con làm kho học. Và con học ở nước ngoài. Lớn lên con làm vậy. Ở nơi nào cũng vậy, ước mơ của con trẻ đều đẹp, càng đẹp hơn với những đứa trẻ ở trường xa. Những đứa trẻ mà tuổi thơ của các em gắn liền với đảo, với những tán cây bàn vuông, với những chiến sĩ ở đảo xa. Những ước mơ của các em đang lớn dần lên từng ngày. Chắc chắn sau này, dù ở đâu, đi đâu và làm gì chăng nữa, Trường Sa sẽ luôn là một phần ký ức không thể nào quên trong tâm trí của các em. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, theo kế hoạch mới tiêm vaccine COVID-19 của Bộ Y tế, việc triển khai tiêm liều cơ bản cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho trẻ từ 5 tuổi trở lên sẽ được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tính đến nay, Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và trong năm 2023 cần tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng mới đến độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 và tiêm các mũi nhắc lại. Đối tượng được tiêm chủng vaccine COVID-19 theo kế hoạch năm nay gồm người từ 18 tuổi trở lên, người chưa tiêm các mũi nhắc lại và người đến lịch tiêm trong năm 2023, người từ 17 lên 18 tuổi, người từ 12 đến dưới 18 tuổi, người chưa tiêm đủ 3 mũi, người đến lịch tiêm chủng trong năm 2023, người từ 11 lên 12 tuổi. Người từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi có nhu cầu tiêm mũi cơ bản vaccine phòng COVID-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Việc tiêm vaccine COVID-19 có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại các địa phương. Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh nhân vật tự xưng là nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn, lương y, tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, Bộ Y tế khẳng định bất kỳ bác sĩ, lương y, nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác với các clip giới thiệu là bác sĩ, lương y, tư vấn bệnh, tư vấn dùng sản phẩm chữa bệnh. Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với các clip giới thiệu từng là các bệnh nhân dùng sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có thể khỏi bệnh. Việc tin theo các nội dung quảng cáo sai sự thật khiến người bệnh không đến ngay các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh kịp thời sẽ bỏ qua giai đoạn điều trị khỏi bệnh, không những tổn thất về kinh tế mà còn tổn hại tới sức khỏe. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.